Thì đối với cái dòng máy mục kim á, trong quá trình mình sử dụng cái máy mục kim này á, lâu dài á, thì là cái bộ phận mà vặn thưa dài chỉ á, nó sẽ bị chạy nha các bạn. Đây là cái bộ vặn thưa dài của cái máy mục kim. Và sau khi mình đã là vặn thưa dài, mình đã chốt cái chốt rồi, nhưng mà khi mình may và lại mũi thì là nó sẽ di chuyển nha các bạn. Bây giờ cái trường hợp là lúc thì chỉ thưa, lúc thì chỉ dày. Chính vì như vậy hôm nay mình sẽ là hướng dẫn anh em cách mà khắc phục cái tình trạng mà cái nút vặn thưa dày của cái máy mục kim nó bị lúc thì thưa lúc thì dày nha, nó bị chạy á. Bây giờ mình sẽ tháo ra và hướng dẫn cho anh em cái cách khắc phục. Thì mà để mà xảy ra mà cái trường hợp mà cái nút vặn thưa dày á, nó bị chạy á, thì nó có hai cái bộ phận chính nha anh em. Một là cái ti này, thứ hai nữa là cái nút vặn thưa dày. Thì cái nút vặn thưa dày nó có những cái bánh răng nha, cái rãnh, và cái ti này này ban đầu á, thì là cái đầu nó rất là nhọn nha anh em, nhưng mà sau thời gian mình sử dụng thì cái đầu này nó bị mòn đi. Cái ti này nó có cái chức năng á, là khi mình vặn cái nút thưa dày á, thì là cái đầu ti này này nó sẽ là dính vô cái rãnh của cái nút vặn thưa dày, nó làm cho là cái nút vặn thưa dày nó nằm tại chỗ. Nhưng mà trong một thời gian mình sử dụng nhiều á, thì là cái đầu ti nó bị mòn, thì là nó sẽ mất cái chức năng là giữ cái nút vặn thưa dày lại, đâm ra nó sẽ là dẫn đến trường hợp là bị chạy nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ti này đem vô mình mài cái đầu, anh em mài cái đầu ti cho nó hơi nhọn chút xíu là được. Thì đối với cái bộ mà vặn thưa dày của cái máy mục kim ấy, là cái ti này rất quan trọng anh em. Tại vì khi mỗi lần mình vặn thưa dày là cái đầu ti này này nó sẽ là chính vô cái rãnh, và nó giữ cái nút vặn thưa dày, nó không cho cái nút thưa dày nó di chuyển. Chính vì như vậy là cái đầu ti này nó rất là quan trọng. Và sau khi mình đã mài cái đầu ti nó có cái đồ nhọn rồi, thì bây giờ mình sẽ là tiến hành gắn vô và thử cho anh em coi là cái hiệu quả của nó nha. Để cái mức số 3 nằm chỗ cái điểm tâm, và mình sẽ là bật chế độ mà làm mỗi đầu ra đầu vô và chạy thử vô trong vải để xem là coi thử là nó có bị di chuyển không nha anh em. Thì như anh em thấy đó, ban đầu mình đã để cái số 3 nằm ngay cái điểm tâm của nó, và chạy thử vào, bấm lại mũi chạy thử vào cho vải, thì là sau khi chạy thì nó vẫn nằm vị trí của nó nha, nó không có bị chạy nữa nha. Cái video mà hướng dẫn cái cách mà khắc phục cái tình trạng mà cái máy mục kim á, mình đang may mà cái bộ lại mũi của nó bị chạy anh em, đến đây là kết thúc. Nếu anh em xem video cảm thấy hay và bổ ích cho mình thì nhớ cho mình một like và một kênh đăng ký để ủng hộ mình nha, để cho mình có cái động lực á, làm những video sau cho anh em và mọi người cùng tham khảo. Hẹn anh em những video sau.